phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện ngay khắp cùng, chúng sanh hoan hỉ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạn trường, xin thơ phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.